Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị ạ. Bữa nay Khôi không có biết làm cái gì hài hài vui vui á, để Khôi giới thiệu cho quý cô chú anh chị cười cười á. Thôi Khôi giới thiệu bình thường thôi. Nay Khôi bắt đầu là một bộ truyện tâm linh nữa của tác giả Sư An. Bộ truyện được mang tên là Nội Chiến Uy Quyền. Và Khôi sẽ làm bộ truyện này trong vòng 5 tập. Trước khi đến với truyện, xin phép hỏi quý cô chú anh chị, không biết là quý cô chú anh chị mình tin trên đời này có ma không nhỉ? Riêng Khôi á, thì Khôi nghĩ là trên đời này không có ma đâu. Bị gì? Bây giờ mày tin chưa? Đừng sợ, ma dễ thương, cute phô mai que lắm. Đừng lo. Thống đốc tỉnh Bạc Liêu đương nhiệm chức là ông Phạm Vĩnh Quỳnh, năm nay ngót nghét cũng hơn 45 tuổi rồi. Căn nhà lầu khang trang ở cặp lộ dây thép là cơ ngơi hoành tráng. Tuy không còn mới, nhưng lại là rộng lớn nhất nhì ở cái xứ này. Ruộng vườn bao la, cò bay gãy cánh là có thật, chứ không phải câu chuyện miệng chơi của dân gian. Giàu có, quyền cao chức trọng, nhưng vợ chồng quạnh hiu lắm. Thống đốc Quỳnh lập gia đình trễ, đến hơn 30 mới lấy ái nữ nhà của hội đồng thăng làng bên, cũng gần, tên là Nguyễn Thu Hiền. Ông cũng chỉ có duy nhất một người vợ kết phát là bà Đốc Hiền này mà thôi. Còn cặp kè bên ngoài có hay không thì bà Đốc Hiền không biết, hoặc chỉ là bà biết mà bà làm ngơ. Mà ngạc nổi, bà Đốc Hiền năm ấy xuất giá theo chồng chỉ mới 16-17 tuổi. Ở cái tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất của đời người con gái lại bị ép gả cho một người gần bằng tuổi cha mình. Còn ông thống đốc thì lớn tuổi đã hơn 30, hơn kém nhau tận mười mấy tuổi. Bởi vậy lúc mới lấy về, bà còn dục dặc dữ lắm, nhất quyết không cho ông chạm đến mình. Ông thống đốc tức quá mới sang mắng vốn với cha mẹ vợ là ông bà hội đồng thăng. Ông bà hội đồng bèn lựa lời khuyên nhủ con gái hết sức. Nào là nho giáo lễ nghĩa, tam tòng tứ đức. Tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa là gì hả Hiền? Ông hỏi, bà Đốc Hiền ngập ngừng đáp. Nghĩa là khi chưa lấy chồng thì theo cha, khi đã lấy chồng thì theo chồng, khi chồng chết thì theo con. Con hiểu vậy á, sao còn cứng đầu như vậy hả? Ông hội đồng thăng dẫu có thương con gái đến mức nào, nhưng con gái đã gả đi thì là người của gia môn người ta. Bà hội đồng một bên lại ồn ỉ. Con thương cha má, lấy chồng thì phải theo chồng. Con làm như vậy, cha má ra đường, làm sao dám nhìn mặt mũi ai nữa? Con sợ, nhìn ông ta là con lại sợ. Làm sao con có thể ở với một người bằng tuổi cha mình được chứ? Ông bà hội đồng nhìn nhau rồi lắc đầu. Lời cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên, huống hồ chi con gái lại nói chữ sợ rụt rè như vậy. Ông bà làm sao nhẫn tâm mà ép uổng nữa chứ? Nhưng thật bất ngờ, khi mà bà Đốc Hiền nghỉ suốt một đêm trường, vì thương cha mẹ nên mới dần xuôi theo ý chồng, chấp nhận cái cảnh chồng già vợ trẻ. Tình cảnh của bà Đốc Hiền hiện giờ không khác gì câu nói tú tài gặp quan binh của mấy thầy đồ dạy. Rằng người xinh đẹp, thấu hiểu lẽ đời đến mấy, gặp kẻ có quyền thế hơn, vẫn phải chịu thua mà thôi. Với những kẻ ỷ lại vào quyền thế để bức ép người khác, thì đạo lý gì trên đời cũng đều là vô nghĩa hết thảy. Người ta lại có câu, chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần. Quả thật, từ ngày bà chấp nhận ông thống đốc Quỳnh cũng không đối xử tệ với bà. Mọi chuyện trong nhà, ông để bà tự ý hết thảy. Mỗi lần đi chợ tỉnh hay đi Sài Gòn đều hay mua trang sức, mua vòng vàng về lấy lòng bà. Bà say xe, không đi được xe huê kỳ. Ông mua hẳn một cỗ xe ngựa để bà đi lại cho khỏe. Bà muốn về nhà cha mẹ chơi, ông cũng không quản.
Duy chỉ có cái tật là ông hay ghen. Mà ông ghen cũng phải, bà trẻ đẹp hơn ông, lại chưa sinh nở nên vẫn còn thơi thới xuân xanh. Bà Đốc Hiền sợ đến mức không dám đi ra đường nhiều, suốt ngày cứ luẩn quẩn trong nhà ra giường, rồi lại xuống bếp coi sắp nhỏ bếp nút, thỉnh thoảng có việc mới xin đi ra ngoài. Bởi vậy đi ra đường, người ta cũng không lạ gì khi thấy cảnh bà Đốc Hiền trẻ đẹp hơn chồng rất nhiều, cảm giác không hề cân xứng chút nào. Đừng nói về tuổi tác hay nhan sắc, cả về đạo đức, nhân tâm, cách đối nhân xử thế cũng đều là chênh lệch một khoảng cách rất xa vời. Lấy nhau được 2 năm, bà mới sinh cho ông một người con trai đặt tên Phạm Phú Vinh. Nghe tin con gái mang thai, ông hội đồng thăng mừng hết sức. Gả con gái 2 năm trời không thấy động tĩnh khiến ông bà hoang mang lo sợ trong lòng. Cũng bởi cái gia quy khắc khe đặc hữu của nhà thống đốc từ xưa, mà hình như là của nguyên cái xã hội thời bấy giờ thì phải. Tam niên vô tử bất thành thê. Vợ chồng ăn ở với nhau trong 3 năm mà người vợ không sinh con, thì người chồng được quyền bỏ để cưới người khác, hầu có con nối dõi tông đường. Thời phong kiến có những quan hệ chưa đúng. Người ta cho rằng vợ chồng không sinh con đều là do lỗi của người vợ. Vậy mới thấy cái phận đàn bà thời này bạc bẽo đến nhường nào. Cũng vì vậy mà cha mẹ bà sợ nhà thống đốc trả con gái về. Chừng đó không những mất mặt gia đình tổ tông, mà bà Đốc Hiền cũng dở dang một đời. Đàn bà con gái mang tiếng không thể sanh con đẻ cái, thì còn ai mà dám lấy nữa chứ. Huống hồ chi gia đình thống đốc có truyền thống làm quan lâu đời, cần phải có con trai nối dõi để phát dương quang đại, khai chi tráng diệp. Thế nên mới tự đặt ra thêm một gia huấn vô cùng hà khắc khác. Từ đời ông cố của thống đốc Quỳnh đã đặt ra một gia huấn như thế này. Cũng không biết có nguyên nhân sâu xa gì hay không. Đó là người vợ, bất kể là người vợ kết phát hay vợ lẽ, nếu sinh con trai thì sẽ được cưng chiều chăm bẩm, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Phú quý giàu sang, tiền bạc tiêu cả đời không hết. Nhưng ngược lại, nếu là sinh con gái thì cả mẹ và con đều sẽ bỏ đói hoặc dìm nước cho đến chết. Sinh con cho thống đốc cũng giống như một canh bạc của cuộc đời vậy. Ăn được cả, ngã về không. Canh bạc có vẻ đắt khi phải trả giá bằng sinh mạng của cả mẹ và con. Hiển nhiên, cái gia huấn tàn độc này cấm truyền ra bên ngoài, cũng chỉ có số ít người trong gia tộc biết mà thôi. Và bà thống đốc Hiền cũng biết cái gia huấn mang rợ ấy. Bởi vậy, trong suốt thời gian bà Đốc Hiền mang thai, cũng có dễ dàng thảnh thơi dĩ đâu. Cũng do cái gia huấn khắc khe vô lý mà đáng sợ đó của nhà thống đốc, bà đi chùa khắp nơi, gian dái đưa con bé bỏng chưa rõ hình hài mình đang mang trong bụng là một bé trai. Ngẫm cũng lạ đời, nhưng đó lại là sự thật. Trước là đời cha của ông thống đốc, cũng đã có 2 bà vợ bị bỏ đói đến chết vì trót sinh ra con gái rồi. Đến khi ông thống đốc Quỳnh được sinh ra thì mới tạm chấm dứt cái cảnh nghiệt ngã đó. Tính ra thì ông thống đốc Quỳnh cũng chỉ là con vợ lẽ mà thôi. Có lẽ vì vậy mà người ta đồn nhà thống đốc rộng lớn nhưng quanh năm đều toát lên cái vẻ u ám, lạnh lẽo bất thường đến đáng sợ. Nhưng cũng chỉ dám nói vắng vẻ sau lưng mà thôi, chứ làm sao dám nói đến tai ông. Bởi vậy người ta kiêng dè, chẳng dám gả con gái cho nhà thống đốc. Đó cũng là lý do vì sao hơn 30 tuổi ông mới lập gia đình. Cậu Vinh năm nay cũng vừa tròn 17 tuổi. Đầu năm, cậu học hết lớp nhất lớp nhì ở đây, rồi cũng phải xa nhà, từ giã cha mẹ khăn gói lên Sài Gòn học tiếp nữa. Cách đây mấy tháng trước, bà Đốc Hiền phát bệnh, ho sặc sụa suốt một đêm. Cũng tưởng đau nhẹ sơ sài ít hôm rồi hết, nên chỉ chạy chữa thầy thuốc quanh vùng mà thôi. Nào ngờ bệnh chuyển nặng, bà ho ngày càng nhiều, đôi lúc lại sặc ra cả máu tươi. Bà nằm liệt giường một thời gian rồi mất. Người ta thấy thống đốc Quỳnh rầu vợ, lo lắng hết sức, chạy chữa không biết bao nhiêu bạc tiền cũng không cứu được bà.
bà Đốc hiền mất khi chỉ mới 36 tuổi, cậu Vinh về không kịp gặp mẹ lần cuối. Bởi vậy mẹ mất như thế nào hay có trăn trối gì không, cậu cũng chẳng biết. Chỉ nghe cha nói mẹ bệnh nên mất mà thôi. Ngày bà Đốc hiền mất, cậu Vinh về đến nhà khóc lạc cả giọng, khóc đầy thương tâm. Cả căn nhà rộng lớn bao trùm không khí tang thương. Được cái bầy trẻ trong nhà, đứa nào cũng thương bà Đốc hiền hết, nhất là thằng Sửu, nó khóc muốn banh cái nhà. Bà dễ tánh, lại ít đánh ít chửi tụi nó. Ít thôi, chứ không phải là không có nha. Bà đánh nhẹ hơn ông đánh tụi nó nhiều, bởi vậy mỗi lần tụi nó làm sai, bà thường dành đánh tụi nó. Thà là bà đánh, chứ để ông ra tay, cô nương tụi nó gãy tay què giò cũng hơn. Cậu Vinh tánh tình hiền hậu giống mẹ, cả nhà chỉ có ông Đốc Quỳnh là hung dữ mà thôi. Hễ có việc chi không hài lòng là ông đánh ông chửi tụi nó dữ lắm. Căn nhà lầu rộng lớn vậy, giờ chỉ còn mỗi hai cha con ở. Chừng một tháng nữa là tựu trường, cậu Vinh cũng chuẩn bị từ biệt cha mà đi tiếp tục công cuộc học tập, nâng cao trí thức. Một buổi tối hôm đó trước khi cậu Vinh đi, Thống đốc Quỳnh ngồi suy tư ở bộ trường kỹ uống trà. Chẳng biết ông nghĩ cái gì mà ấm trà nguội ngát từ lúc nào cũng không hay. Chốc lát, ông mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn di ảnh của vợ. Trầm ngâm thêm một lúc mới cất tiếng gọi, giọng khàn đột. Thằng Sửu đâu? Ra đây ông biểu cái coi. Thằng Sửu là đứa ở nhỏ nhất trong nhà. Mấy năm trước, mẹ nó bị bệnh hát lào nặng, mà nghèo không có tiền thuốc thang chạy chữa, lại tứ cố vô thân không nhà không cửa. Mẹ nó chết trên đường lộ trong một đêm mưa gió bão bùng. Nó 6 tuổi, khóc đến thê thảm bên cạnh xác mẹ nó đến tờ mờ sáng. Mình mẩy nó ướt như chuột lột, cũng đương rung lên vì lạnh. Đến gần sáng, mưa tạnh, người ta đi qua đi lại, thay tình cảnh dậy thì thương tâm, gọi lính đến đưa xác mẹ nó đi chôn cất. Còn nó, lính làng tính đưa vào trại mồ côi. Nhưng số nó may mắn, lúc đó bà Đốc Hiền trên đường đi đám dỗ nhà bà con ngang qua. Người bu đông nghẹt cả đường lộ, xe ngựa không thể qua được, đành phải dừng lại. Bà Đốc Hiền ngó thay hoàn cảnh mẹ con nó tội nghiệp, nên đưa cho cai tuần mấy đồng bạc, kêu lính làng mua một cái quan tài để mẹ nó yên nghỉ đàng hoàng. Lại nó tội nghiệp, mồ côi mồ cốt, nên làm giấy xin nó về nuôi. Tuy chỉ là người ở, nhưng cũng không đến nỗi đói ăn đói mặc như trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ. Bà cũng thương nó lắm, đi đâu bà đều cho nó theo hầu, có gì ngon đều cho nó một ít. Có nó chơi với cậu Vinh cũng vui hơn, quần áo cậu Vinh mặc không vừa nữa đều cho nó hết, đều là đồ tốt hết thảy. Tính ra so với mấy đứa ở khác, nó cũng là tốt số hơn hẳn. Từ ngày cậu Vinh đi học xa nhà, bà Đốc Hiền cũng có nó hủ hỉ. Ông Thống đốc Quỳnh tuy không tỏ vẻ gì, nhưng thấy bà yêu thương nó, ông cũng không cấm cản. Dù gì trong mắt ông, nó cũng chỉ là kẻ ăn người ở không hơn không kém. Bởi vậy đối với nó, bà không chỉ là người có ơn cứu mẹ, mà còn là người tái sinh cái thân phận tận cùng đáy xã hội của nó. Thân xác nó còn tồn tại đến giờ đều là nhờ bà cưu mang cho. Đến khi bà Đốc Hiền mất, thằng Sửu cũng buồn hiu, bỏ ăn bỏ uống suốt mấy tuần lễ. Nghe tiếng ông Thống đốc Quỳnh gọi, thằng Sửu mặt mày lắm lem, quần giải bố còn dính mấy vệt bột trắng xóa, hấp tấp chạy đến khoanh tay lễ phép. Ê, dạ thưa, ông gọi con. Ông Thống đốc Quỳnh nhíu mày nhìn nó, nói: Mày vào phòng xem cậu ngủ chưa, gọi cậu ra cho ông nói chuyện. Dạ, con đi liền. Nó gõ cửa vào, thấy cậu Vinh còn đang trong đèn đọc sách, mà cậu có vẻ buồn giàu giàu. Cầm quyển sách một lúc lâu, vẫn chưa thấy cậu lật sang trang mới. Nó nhích chân bước vào, cậu mới trở người lại, nhìn nó hỏi: Ờ, có chuyện gì vậy em? Dạ, ông sai em vào đây thưa với cậu. Ông có chuyện muốn nói, mời cậu ra ngoài một chút ạ. Cậu Vinh mình mặc bộ đồ lụa trắng vẫn còn khá rộng. Bộ đồ này là do bà Đốc Hiền sai người mua giả về may cho cậu. Buổi chiều nay, cậu mở tủ thấy, rồi nhớ mẹ đến đau lòng. Cậu Vinh năm nay mười mấy tuổi, mặt mày sáng láng,
cậu thừa hưởng cái nét đẹp hài hòa, nhu thuận của mẹ, lại bồi thêm cái nghiêm nghị, khí thái cương trực của cha. Tóc chải cao ráo gọn gàng, ngũ quan tuy có nét buồn vì nhớ mẹ, nhưng cũng rất đẹp đẽ bảnh tỏn. Cậu chậm rãi nói với nó. Ừ, qua biết rồi, qua ra liền. Thằng Sửu xong nhiệm vụ rồi thì quay lại tiếp tục làm công việc của nó. Cậu Vinh mặt mày ủ dột, có vài phần mệt mỏi đi ra. Cậu cúi đầu chào cha rồi dí mát xuống đất hoài. Ông thống đốc mới chậm rãi chỉ tay xuống chiếc ghế trường kỷ đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống cho ông nói chuyện. Cậu Vinh ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này mới ngước mặt lên nhìn ông. Cậu cũng lờ mờ đoán được ý định của ông sắp nói. Chẳng là bà hội đồng Thăng, bà ngoại cậu mấy hôm trước ghé nhà làm đám tuần cho mẹ cậu, lén kể cho cậu biết được cha cậu đã mua một căn nhà lớn khác ở gần chợ tỉnh để cho một người con gái khác vào ở. Cậu đoán được ông sắp lấy vợ mới. Mẹ mất, cha muốn bước thêm bước nữa để tìm người bầu bạn. Cậu không dám có ý kiến, nhưng chỉ là sớm quá. Mẹ cậu mất chỉ mới một thời gian mà cha đã gấp gáp muốn cưới người khác rồi. Cậu cũng thấy mẹ bất mãn đôi chút, nhưng trước mặt cha, cậu không dám thể hiện nên cứ buồn giàu trong lòng. Hôm nay cha lại muốn nói chuyện này, thật sự trong lòng cậu không muốn nghe chút nào. Con năm nay cũng lớn bổn rồi. Ông thống đốc Quỳnh nhìn con trai rồi cất tiếng mở chuyện. Thở hắt ra một hơi, ông lại tiếp tục. Cha mẹ định chừng con học xong sẽ kiếm nơi đàng hoàng mà định đôi bạn cho con. Chẳng may mẹ con đau nặng rồi mất sớm, bỏ lại cha con mình. Cha muốn hỏi ý con, nếu con muốn cưới vợ an cư lập nghiệp thì cha sẽ tìm nơi hỗ vợ cho con. Ý con thế nào, nói cho cha biết đặng cha tính. Cậu Vinh vẫn im lặng. Lúc này lòng cậu rối bời thành một mảnh, hai bàn tay bấu chặt vào nhau rỉ máu. Trí óc non nớt của cậu vẫn chưa nếm trải cái vị đắng cay của sự chia lìa là như thế nào. Nhất thời, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Một cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là bài xích. Cậu không thích, cậu chỉ biết hiện tại cậu vừa mới mất đi một người thân yêu nhất. Người thân duy nhất còn lại của cậu thì đang tìm cách tống khứ cậu đi để rước một người khác về thay thế vị trí của mẹ cậu. Thấy con trai im lặng, ông thống đốc Quỳnh lại nói tiếp. Nếu con chưa muốn lấy vợ, thì chừng con học xong năm nay, cha xin giấy tờ cho con đi Tây học thêm ít năm. Chừng con về, cũng có chút ít công danh mà ngẩng cao đầu sống với người ta. Cậu Vinh nghe đến đây thì đã rõ ý tứ của cha mình. Cậu cố nén sự uất ức vào trong, thu hết can đảm mà nói với cha. Con biết ý định của cha, một khi đã nói ra thì con chỉ có cách chấp nhận. Con sẽ theo ý cha đi Tây học, nhưng... Cậu ngước nhìn di ảnh của bà Đốc Hiền, chậm rãi đi lại đó, đốt một nén nhang cắm lên. Cậu nói như thay lời của mẹ muốn nói. Nhưng mẹ mới mất, con biết cha sớm tối quạnh hiu. Phận làm con không thể ở cạnh cha báo hiếu công ơn dưỡng dục. Nếu cha muốn tìm bạn hữu hỷ, con không dám ý kiến. Chỉ xin cha để tang mẹ 3 năm, sau đó cha muốn cưới ai, con cũng tận lòng phụng dưỡng hai người. Ông thống đốc Quỳnh im bạc trong giây lát. Ông không ngờ con trai đã biết ý định của mình. Sớm đã phủ đầu như vậy, lại lý do hợp tình hợp lý, lời lẽ cặn kẽ mà nhu thuận như vậy. Lời định nói ông cảm thấy cực kỳ khó nói, đành phải nuốt ngược vào trong. Cha không phải cố ý đó, chỉ là cha muốn con yên tâm học hành mà thôi. Mẹ con mất, cha là người buồn hơn ai hết. Lời chưa kịp dứt, rầm một tiếng, tấm di ảnh bà Đốc Hiền vốn được đặt kiên cố trên bàn dông bỗng lật úp xuống mặt bàn. Ông thống đốc Quỳnh cả kinh, vội đưa tay lên vuốt vuốt ngực. Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường. Bên ngoài, trời chạng vạng tối, tiếng mấy đứa ở chạy quét sân lạp sạp cũng đã dứt. Gian phòng kín, chỉ có mỗi cửa lớn là mở. Trời thì đứng gió dậy, mà tấm di ảnh bà Đốc lại ngã ngang một cách kỳ lạ. Cậu Vinh nhìn, rồi lập tức chạy lại dựng di ảnh mẹ lên, cẩn thận đặt vào vị trí cũ.
Cậu rút tay quệt đi vết tàn nhang dính trên mặt kính, sạch sẽ đâu đó rồi cậu mới trở lại chỗ ngồi. Ông thống đốc Quỳnh thất thần, quên mất chuyện đang nói. Cậu Vinh định nói gì đó thì ông ngăn lại. Chuyện con nói đó để cha suy nghĩ. Giờ cha mệt rồi, con coi kêu bầy trẻ đóng cửa rồi đi nghỉ. Dạ, vậy cha ngủ sớm đi. Sau khi cửa đóng then cài, căn nhà rộng lớn của thống đốc Quỳnh bỗng dưng trở nên trầm mặc đến dị thường. Xung quanh bốn bề bao phủ toàn một màu ảm đạm của mây đen. Trời gió lớn, tiếng mấy tàu lá dừa khô đu đưa khu nhau xào xạc, hòa lẫn với tiếng gầm từ bầu trời thất sắc. Có lẽ sẽ là một đêm mưa dai dẳng không dứt. Đời cha ông của thống đốc Quỳnh trước đây, dù làm chức lớn, nhưng lại chọn cái nơi hẻo lánh, cách xa chợ như thế này để xây nhà ở, vốn là vì gia đình ông yêu thích sự yên tĩnh. Chợ xá ồn ào, tiếng xe huê kỳ xe kéo, ông không ưa nổi. Giờ đây, nằm trong căn phòng quạnh hiu vắng vẻ mà lại lạnh lẽo này, ông mới chợt thấy hối hận vì lựa chọn này của cha ông. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Ông thống đốc Quỳnh bất giác thèm nghe tiếng người qua lại, tiếng máy xe chạy tấp nập như ở chợ tỉnh. Ít nhất, nó khiến ông có cảm giác an toàn hơn bây giờ. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Mấy đứa nhỏ nhanh chân chạy ra sân, thu dọn mớ củi đen phơi mà oán than, nhất là con Máng. Hơi, tự nhiên mưa ngang vậy chàng, biết vậy hồi chiều gom củi vô rồi, đang ngủ ngon à. Còn thằng Sửu thì ngáp ngắn ngáp dài, im lặng thu gom củi. Thôi rồi, lá dừa ướt hết rồi, mai thế nào cũng bị bà Bảy bếp chửi cho coi. Con Máng lại ca thán. Gom nhanh đi ngủ, buồn ngủ quá rồi. Thằng Sửu tuy nhỏ hơn nhưng lại nhỏ giọng an ủi con Máng. Con Máng mặc áo bà ba mỏng tanh như tờ giấy, lại chắp vá mấy chỗ ở tà áo, nó bất giác lạnh hai bên tai. Nhìn quanh khoảng sân lúc này tối ui, chỉ có nó với thằng Sửu, mà thằng Sửu thì mắt gom mấy đống củi bên kia, đứng xoay lưng với nó. Con Máng nhìn ra chỗ bụi mai trắng ôm tùm mà nó rợn da gà. Con Máng 16 tuổi, chất giọng sợ hãi lại có phần non nớt cất lên ngắt quãng. Sửu, Sửu ơi! Thằng Sửu đương lui cui gom củi nghe gọi thì quay mặt lại nhìn con Máng. Trong giây phút ngắn ngủi, nó cũng đứng hình mất. Cái con Máng đang thấy, hình như nó cũng nhìn thấy. Cả hai đứa nhỏ vô thức, không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại nhìn theo cái bóng trắng ấy. Một thân ảnh quen thuộc đang lướt ngang qua hai đứa nó, tỏa ra một luồng khí lạnh đến mức cứng đờ cả tay chân, cơ mặt vô thức cũng ngưng động lại. Tóc tai rủ rượi lại lướt trên không trung cách mặt đất một khoảng. Là bà Đốc Hiền, bà chủ thân thương của tụi nó. Nhưng mà bà chết cách đây cả tháng rồi mà. Con Máng nhanh trí hơn, nó nhẩm tính. À mà không phải nhẩm, giờ phút này tâm trí đâu mà nó nhẩm tính cho được. Nó đoán mò, ai ngờ trúng thiệt. Ngày mai là ngày mất thứ 49 ngày của bà Đốc Hiền. Bà Đốc Hiền vẫn bộ dáng như vậy, dong dỏng cao mà gầy yếu. Gương mặt tuy trắng bệch nhưng cũng không phải bộ dạng hải hùng lồi lõm như mấy truyện ma kinh dị mà tụi nó hay được nghe. Bà vẫn xinh đẹp, một nét đẹp dịu hiền như vậy. Nhưng mà... sao giờ đây tụi nó lại sợ bà quá trời? Không phải vì sợ bà la bà chửi như lúc trước, mà sợ là vì bà bây giờ chính là một oan hồn. Bà là ma. Oan hồn bà Đốc Hiền dường như cũng không có ý định hù dọa hai đứa nhỏ. Bà lướt ngang qua tụi nó mà vào trong nhà, chứ không quay lại nhìn tụi nó. Bà mà quay đầu lại lúc này, hai đứa nó chỉ có nước té xỉu chứ chẳng đùa. Con Máng sợ hãi định la lên có ma thì bị thằng Sửu bịt miệng lại. Thằng Sửu hoàn hồn sớm hơn con Máng. Nó nghĩ nếu la lên thì sẽ kinh động mọi người trong nhà, chẳng có ích lợi gì. Huống hồ chi biết được con ma kia lại là bà Đốc Hiền, bà về thăm nhà thì có gì sai trái đâu. Con Máng bị bịt miệng, ngột thở gần chết, hai mắt trợn trắng, mà thằng Sửu nó có để ý đâu. Chị bình tĩnh, bình tĩnh đi.
Con Mén lung lay cái đầu, muốn nói nhưng miệng bị bịt kín không thể nói. Bình tĩnh đi, chị làm gì mà bù lu bù loa lên vậy? Thằng Sửu nhìn theo con Mén mà mắt vẫn tiếp tục nhìn theo bóng ma của bà Đốc Hiền. Đợi đến khi thân ảnh của bà khuất đi mới quay lại nói với con Mén. Chị sao vậy? Sao không nói gì đi? Bà nội mày, mày bịt miệng tao muốn tắt thở, còn nói gì được? Con Mén thoát ra được, thở hì hụt như trâu. Ủa vậy hả? Xin lỗi nghe. Thôi đi vô đi mày ơi, ở ngoài này sợ quá. Thằng Sửu tuy nó cũng sợ ma lắm, nhưng con ma kia lại là bà Đốc Hiền, bà chủ thân thương của nó, người đã cứu nó khỏi cái kiếp đầu đường xó chợ bị người đời khinh bỉ kia. Cuộc đời nó tưởng như một vùng đất sét tạm bợ, nhưng kể từ khi bà xuất hiện, bà Đốc Hiền như một dần ánh dương soi sáng tấm thân bần hàn của nó, khiến cho nó cảm giác sự tồn tại của nó trên cõi đời này có ý nghĩa hơn chút đỉnh. Trong thâm tâm nó sớm đã xem bà như người mẹ thứ hai, mà ngặt nổi thân phận nó thấp kém nên chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Từ rất lâu, lúc nó bắt đầu biết nhận thức, nó đã rất muốn gọi bà bằng một tiếng mẹ rồi. Nó cứ tưởng bà mất rồi thì vĩnh viễn không thể gặp lại bà. Ai ngờ giờ đây nó lại nhìn thấy bà một lần nữa. Dù chỉ là một linh hồn thôi, nó cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng lắm. Chỉ hận không thể chạy lại ôm bà một cái. Bởi vậy, giây phút này nó không hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ thấy thương bà Đốc Hiền nhiều hơn mà thôi. Hai đứa cũng bỏ luôn đống củi mà đi vào. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, trên mái ngói lộp độp. Dĩ như người có tâm tình tốt, gặp trời mưa đêm như vậy thì sẽ rất sảng khoái mà đi vào một giấc ngủ ngon. Nhưng cái nhà này, ngoài cậu Vinh đang buồn vì nhớ mẹ ra, thì còn có ông thống đốc Quỳnh cũng đương rầu lo trong bụng. Mà ông rầu cái chi á, cũng chỉ có mình ông tỏ tường mà thôi. Ông nằm trằn trọc, cái thân già cứ lăn qua lăn lại. Vừa mới thiêu thiêu thì tiếng sấm chớp khiến ông bừng tỉnh. Đời ông làm tới cái chức thống đốc tỉnh ngần ấy năm, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, hung tợn hiểm ác như quan quyền hay bọn thực dân, hay xu nịnh gian tà như đám hương hào địa chủ, ông gặp cũng không ít. Ông có biết sợ là cái gì đâu. Ấy vậy mà đêm nay, chỉ một vài tiếng sấm chớp đã khiến ông toát mồ hôi lạnh cả người. Bộ đồ mát giải lụa cao cấp do bà Đốc Hiền đặt may cho ông, chẳng mấy chốc thấm đẫm mồ hôi. Trời mưa, gió lạnh dậy mà ông đổ mồ hôi như suối. Một tiếng động khẽ vang lên trong màn đêm, rõ ràng giữa tiếng mưa rơi bên ngoài mà ông vẫn nghe thấy rất gần. Lại thêm một thanh âm nữa tìm đến bên tai, tiếng bản lề cũ kỹ hoen miết vào nhau, nghe rợn cả sống lưng. Cánh cửa gỗ không ai động, tự dưng lại mở toang ra một cách quỷ dị. Ông thống đốc Quỳnh bất giác co ro người lại trong cái mền, lưng dính sát vào góc tường, ánh mắt nhắm tịt, cố tự trấn an bản thân. Bao nhiêu xúc giác đều căng thẳng lên hết thảy, dường như chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến trái tim ông nhảy dọt ra bên ngoài. Mình ơi, mình à! Thanh âm lạnh lẽo đầy oan khuất cất lên giữa màn đêm mưa gió, tiếng sấm chớp vang dội như uất ức tràn ngập cả căn phòng. Ánh sáng từ trên cao như vẽ lên bầu trời những đường nét khắc họa, chia bầu trời ra làm đôi, hai mảnh thiện và ác, hối và hận, như thể âm dương cách biệt. Ngoài cửa sổ gió luồn, từng đợt nước mưa hất vào khiến cả sàn nhà đều ương ướt. Coi cho dèn, ông cũng không dám dở mình ra đi lại đóng cửa sổ nữa. Cái giọng nói ấy lại âm gian cất lên, kèm theo những tiếng khóc đầy thống khổ, tiếng hơi thở ngắt quãng theo từng cơn đau dằn dặt, tiếng ho khan sặc sụa, lại có những tiếng hước hước lên để cố tìm thấy chút hơi thở yếu ớt. Bao nhiêu thanh âm ấy, làm sao ông thống đốc Quỳnh không biết cho được? Đó chính là âm thanh của vợ ông, là của bà Đốc Hiền vào cái đêm mà bà phát bệnh lên, rồi mất. Lờ mờ trước mắt ông là hình ảnh người vợ gầy gò nằm oằn mình lại trên giường bệnh với những tiếng ho khan khàn đột. Ánh mắt bà đỏ ngầu,
đôi bàn tay với chút sức lực cuối cùng mà bấu lấy thành giường. Mái tóc đen dài như dòng suối mát ngày trước giờ rối loạn thành một mảnh. Đôi môi đỏ hồng ngày nào giờ chỉ còn lại một màu tái nhợt, còn dương tơ máu đỏ. Đau quá, đau quá mình ơi. Tiếng rên rỉ đau đớn thống khổ ấy là do bà đang phải chống chọi lại với cơn đau quặn thắt từ lồng ngực hành hạ thân xác bà. Bà ho nhiều quá, ho đến nỗi khan cả máu tươi, tơ máu còn dương trên khóe miệng, máu đỏ âu cả lòng bàn tay. Trong nhà không ai biết bà bệnh gì, chỉ biết bà bệnh mà thôi. Nhưng rõ ràng đây không phải là triệu chứng của bệnh, mà là biểu hiện của một người bị nhiễm độc. Tiếng ho ám ảnh của bà vẫn bủa vây lấy tâm trí của ông thống đốc Quỳnh. Ông thất sắc, cả thân thể cứng đờ, miên man trong cái ký ức kinh hãi đó. Tâm trạng lúc này hoảng loạn như một kẻ lạc đường, lạc vào trong mộng cảnh của quá khứ, một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Ông thống đốc Quỳnh huy hoàng hơn nửa đời, mà khoảnh khắc ấy cũng chỉ là khoảnh khắc duy nhất mà ông muốn quên đi. Khoảnh khắc được xem là một điểm đen trong cuộc đời huy hoàng của ông. Bất chợt, một luồng khí lạnh ập đến, luồn vào trong từng kẽ hở, dù chỉ là nhỏ nhất của tấm mền ông đang trùm, kéo theo đó là thứ mùi kinh dị của hỗn hợp đất bùn và máu tươi tanh tưởi. Thoang thoảng lại có cả mùi hương của thịt thối rữa phả vào khoang mũi. Ông thống đốc Quỳnh kinh hãi thấy tột. Đời ông sống đến từng tuổi này, chẳng lẽ không biết thứ mùi kinh dị mình đang ngửi thấy là mùi của cái gì? Sức chịu đựng của ông đã đến cực hạn của sự kinh hãi. Ông không muốn nằm đây chịu đựng nữa, tung tấm mền ra, bật người dậy muốn bỏ chạy ra khỏi căn phòng kinh dị này. Miệng muốn hét lớn gọi tên cậu Vinh hoặc thằng Sửu, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong. Cơ hàm ông cứng đờ như bị bóp chặt, cuống họng cũng bị bóp nghẹt. Trước mắt ông hiện hữu là một thiếu nữ 17-18 tuổi, ngây thơ trong sáng. Mình mặc một thân áo dài đỏ thẫm ẩn hồng tựa sương mai. Đầu đội mấn cũng màu đỏ thêu hoa. Nét đẹp mong manh của tuổi đôi mươi như đóa hoa rực rỡ khi gió nhẹ lướt qua. Hơi run rẩy giống như hương thơm tỏa ra từ bốn phía, câu hồn đoạt phát người ta. Ánh mắt long lanh như nai tơ bước vào khu rừng già. Ấy là bà Đốc Hiền, vợ của ông. Vừa nhìn chỉ muốn ôm ngay thiếu nữ ấy vào lòng mà che chở. Một bà Đốc Hiền thanh thuần nguyên vẹn như cái ngày đầu tiên về làm dâu nhà ông. Bóng dáng cao gầy lãnh đạm, nụ cười đoan trang hiền thục ấy, ngày trước chính là niềm tự hào của ông khi được bạn hữu gần xa khen ngợi rằng ông khéo chọn vợ. Một thân ảnh mang lại nhiều ký ức đẹp khôn xiết. Năm ấy ông vui biết bao nhiêu khi cưới được bà về làm vợ. Nhưng cưới hay là cướp, chỉ có bà Đốc Hiền hiểu rõ mà thôi. Khóe mắt ông thống đốc Quỳnh bất giác ướt đẫm, sống mũi trực trào một loại xúc cảm cay xè, xoáy tận đến não bộ, lòng dâng lên một cảm giác đau đớn đến thấu ruột thấu gan. Mộng cảnh xoay chuyển nhanh như một cơn gió, thiếu nữ thanh thuần ngày ấy sớm đã không còn nữa, thay vào đó là một cái xác đang trương phình lên vì sự thoái mòn của thời gian. Mị sắc dần dần nồng đậm, lan tỏa khắp căn phòng một màu ảm đạm ủy mị của âm khí. Tựa như xác người chết lạnh lẽo cô liêu trong chiếc quan tài nằm sâu dưới ba tấc đất, lại được thay bằng một bộ đồ sam trắng tang thương. Cái bộ sam trắng mà ngày bà mất, người ta tẩm liệm bà đây mà. Đôi má hồng hay hay, giờ lại vàng giọt hốc hác đến đau lòng. Gương mặt bị khoét sâu, lộ hẳn hàm răng cứng vàng bên trong khoang miệng. Lúc nhúc những sinh vật kinh tởm đang ngọ nguậy bên trong ấy, một khoảng không đen ngòm, hai hốc mắt sâu thâm thẳm như sự vô tâm của thối đời bạc bẽo. Dốc dáng cao gầy đơn bạc, mang theo dư vị thăng trầm của một kiếp người. Bàn tay trơ trọi mấy đốt xương vẫn còn dính tí thịt thối rữa, ương ướt thứ chất nhầy đặc hữu của xác chết, đang dương đến trước mặt. Ông thống đốc Quỳnh thoạt đầu chết đứng như từ hải, nhưng khi đôi bàn tay ấy càng lại gần,
thì bản năng sống trong ông bất giác trỗi dậy mạnh mẽ. Ý thức được người, à không, là oan hồn trước mặt, giờ đây không còn là bà Đốc Hiền vợ mình nữa, thì ông mới gạt cánh tay ấy đi, cố nén lại sự nặng nề của thân thể già yếu mà dung sức bỏ chạy. Oan hồn của bà Đốc Hiền cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn chồng với đôi mắt xa xăm, mang theo nỗi buồn man mác. Nhưng ông thống đốc Quỳnh chỉ chạy được mấy bước, đến gần cửa đã dấp té, đầu đập vào bậc cửa, máu chảy lênh láng. Tiếng cười nhàn nhạt từ phía sau âm trầm vang đến, nhưng khi nghe kỹ, có thể cảm nhận được vài phần uẩn khuất, bi ai, bất lực từ trong đó. Tôi... Ông thống đốc Quỳnh kinh hãi, chỉ nói được mấy lời ngắt quãng không rõ ý nghĩa, rồi ngất xỉu không biết trời trăng gì nữa. Máu vẫn chảy từ vần trán đỏ âu cả một góc. Vợ chồng là nghĩa cả đời, ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn. Vợ chồng khốn khó có nhau, lúc sau mình chỉ mê đào bỏ em. Một tràng những tiếng cười thống khổ, man dại. Tiếp theo sau đó là một tràng những tiếng khóc bi ai, mà lại có ngữ điệu bất lực chứ không giận dữ. Tiếng khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, vang vọng rồi im bạc giữa màn đêm vắng vẻ tịch liêu. Cậu Vinh bên đây phòng, cảm giác lòng ngực mình nặng nề, như bị một tảng đá ngàn cân đang đè lên vậy. Cậu hơi khó thở, cậu mệt mỏi. Cậu choàng tỉnh giấc, mồ hôi đổ ướt sũng cả một khoảng áo trước ngực. Đôi tay vô thức quơ quào trên khoảng không trung trước mặt là một màn đêm đen tối. Bên tai vẫn là tiếng mưa rả rích rơi trên mái ngót, một cảm giác quạnh quẽ tịch liêu đến đáng sợ. Mưa về đêm luôn mang theo những dư vị đặc hữu của cảm xúc và của những nỗi buồn miên man. Bất giác, một mùi hương thân thuộc truyền đến khoang mũi của cậu. Mùi hương của bồ kết và hoa nhài kết hợp nhẹ nhẹ thoang thoảng khiến cậu muốn hít nhiều hơn một chút. Mang theo loại khí tức quen thuộc với cuộc đời cậu, cái loại hương thơm mà ngần ấy năm cuộc đời cậu gắn bó, làm sao cậu quên cho được, là mùi hương của mẹ cậu, bà Đốc Hiền. Mẹ ơi, mẹ! Cậu Vinh thổn thức gọi lên mấy tiếng, mang theo một nỗi nhớ nhung đến tận tim gan. Có một loại cảm thụ mang tên mẫu tử tình nhân. Cậu Vinh cũng đau đến quặn thắt cả thân thể. Hai tay ôm chầm lấy lòng ngực của mình. Cậu như được trải qua cái cảm giác đau đớn, thống khổ của mẹ cậu vào cái đêm định mệnh hôm đó vậy. Như có hàng ngàn mũi kim châm chích đâm vào khắp thân thể cậu. Những luồng khí chẳng biết từ đâu, cứ tìm đến người rồi lại dồn dập muốn phát tán ra bên ngoài. Cảm giác đau đớn chỉ muốn chết đi ngay tức khắc mà thôi. Và sự thật là vào cái đêm hôm đó, cơn đau khốn ấy cũng đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu. Cậu mới chân chính cảm nhận được những gì mà mẹ mình đã phải chịu đựng. Cậu rơi nước mắt. Mẹ! Cậu Vinh lại khổ sở gọi thêm một tiếng. Nước mắt nước mũi cậu đã chàm ngoàm. Mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ ơi! Bà Đốc Hiền vẫn không trả lời. Nhưng mùi hương quen thuộc ấy lại càng thêm gần, càng thêm nồng đậm. Như thể muốn dung hòa cùng không khí bao quanh, ôm trọn lấy đứa con khờ khạo của mình. Một luồng hơi khí ấm áp lan tỏa, xua đi cái lạnh của cơn mưa đêm. Cậu Vinh cảm nhận được sự hiện hữu của mẹ. Cậu bật khóc thành tiếng, cảm giác như một đứa trẻ đòi mẹ khóc nhè. Mà suy cho cùng, cậu cũng chỉ mới 16-17 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ thật thà. Mẹ ơi, mẹ lên tiếng đi mà mẹ! Cậu Vinh nài nỉ với khoảng hư vô của màn đêm. Nhưng bà Đốc Hiền vẫn không đáp lời, chỉ có hai tiếng khóc một già một trẻ dung hòa bổ trợ cho nhau, cho những nỗi nhớ thương đang dâng trào. Cậu Vinh bừng tỉnh giấc, khóe mắt vẫn còn đẫm lệ. Tiếng sóng bên ngoài vang lên rất to, dần sáng tiếp theo sau đó khiến cậu thấy rõ không gian căn phòng. Mùi hương thân thuộc của bà Đốc Hiền cũng đã không còn, tồn tại trong phòng cậu chỉ là hơi của nước mưa, của khí lạnh và đêm, của mấy tán cây giả lý hương đang trổ hoa thơm ngào ngạt bên ngoài tỏa ra. Sau cơn mưa đêm,
cũng tồn tại một loại cảm xúc kỳ lạ của sự hụt hẫng. Có tiếc nuối và cũng có mãn nguyện. Tiếc gì kết thúc một cơn mưa mát lành thanh lãnh, như muốn gột rửa đi sự mệt mỏi của một ngày dài đang đẵng mà đi vào một giấc ngủ ngon. Mãn nguyện vì có thể tận hưởng một không khí trong lành, lại có thể cảm nhận được cảnh vạn vật sinh sôi nảy nở sau cơn mưa. Cảm giác như tái sinh một lần nữa. Cậu Vinh mất mấy phút định thần. Thật đau đớn khi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mẹ cậu đã rời xa cậu thật rồi. Những gì cậu cảm nhận cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Cổ họng khát khô, cậu quyết định đi ra nhà trước uống miếng nước. Cậu chậm rãi bước xuống giường, mở cửa rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cậu đã khẽ rùng mình vì cái lạnh của trời đêm. Có con mèo mướp nằm cuộn tròn, ủ ấm mấy đứa con nhỏ bên song cửa mà ngủ ngon lành. Nghe tiếng động, mèo mẹ tỉnh giấc, ngước đầu nhìn cậu, rồi há miệng ngáp một cái thật lớn. Hai mắt nó lờ đờ buồn ngủ. Cậu khẽ mỉm cười vuốt ve nó, tiện tay lấy cái khăn vải đắp xung quanh cho mấy mẹ con mèo mướp. Con mèo này mẹ cậu thương lắm, cậu cũng thương nó. Tính cậu giống mẹ, đều rất yêu thương động vật. Trong ký ức mờ mịt của cậu, mẹ cậu trẻ hơn cha cậu rất nhiều. Mẹ dịu dàng, xinh đẹp, là một người ít nói, nhưng rất chu đáo, cũng rất ít khi ra ngoài giao du với ai khác. Chỉ loanh quanh trong nhà xó bếp và sân vườn. Rảnh rỗi sẽ may áo cho con mén thằng Sửu, chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ, vuốt ve với mấy con mèo con chó trong nhà. Cũng rất ít khi cậu thấy mẹ chủ động nói chuyện với cha cậu, hay về nhà ông ngoại đều phải xin phép cha cậu. Nhưng mỗi lần đi trở về đều mua rất nhiều quà bánh áo quần cho cậu và mấy đứa nhỏ ở trong nhà. Cậu luôn cảm giác rằng xung quanh mẹ cậu luôn toát lên một tầng ảm đạm nhàn nhạt ưu thương. Như cơn gió heo may thoáng đến rồi thoáng đi rất nhanh. Trước mặt cậu, mẹ đều tươi cười, hỏi han chuyện vui buồn mỗi khi cậu đi học về. Nhưng xoay đi một cái, bà lại trở về với vẻ thanh lãnh mọi khi. Nói cách khác, mẹ chỉ cười khi có mặt cậu, nhưng ấy lại là nụ cười xinh đẹp, ấm áp nhất trên trần đời. Cậu Vinh đi thêm mấy bước thì kinh hãi phát hiện cảnh cha cậu đang nằm sóng xoài dưới đất. Bên dưới là vũng máu đỏ đã dần khô lại. Cậu Vinh la lớn gọi ông thống đốc, rồi đưa ông đi nhà thương. Đến sáng hôm sau, cậu Vinh vẫn ngồi trực một bên giường bệnh của cha. Một ông thống đốc uy nghiêm, khó khăn ngày thường, giờ lại trong một bộ dạng chật vật đáng thương đến cùng cực. Đầu băng một mảnh vải trắng, vẫn còn dính li ti máu. Chỉ dọn dẹn một thời gian sau khi bà thống đốc mất mà ông đã hốc hác thấy rõ. Da mặt lại vàng khè, hai rãnh má hốc sâu, quần mắt thâm xì. Nếu người ngoài không biết nhìn thì có lẽ nghĩ rằng ông đau thương, khổ tâm vì vợ mất. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ khiến ông chói mắt, nheo nheo cặp mắt già nua, lờ mờ trước mắt, ẩn hiện trong ánh nắng, chính là thân ảnh, là gương mặt của bà Đốc Hiền. Bà dương đôi mắt thẫn thờ nhìn ông vô cảm, nhưng sâu thẳm lại âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà, má, trời ơi, có má! Ông thống đốc Quỳnh vừa tỉnh lại đã la hét thất thanh, khiến cậu Vinh giật mình, cũng đồng thời gây sự chú ý với những người xung quanh. Cậu Vinh vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang quơ quào của cha. Cậu lớn tiếng như muốn trấn an tinh thần của ông thống đốc Quỳnh. Cha, cha bình tĩnh lại, bây giờ là ban ngày, không có ma đâu. Cậu càng siết chặt bàn tay của ông. Ông thống đốc Quỳnh lúc này mới cảm nhận được cái sự ê buốt đau nhói truyền từ trên trán, mới bình tĩnh lại. Cũng thôi không dễ dụa nữa, lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Là ban ngày, không khí cũng ấm áp khác hẳn đêm qua, lại thoang thoảng cái mùi thuốc của nhà thương. Khẽ nhăn mặt dị đau, ông thống đốc Quỳnh nhìn con trai. Cậu Vinh thấy cha thôi dùng dãy cũng nới lỏng bàn tay ra. Nhưng thấy cha nằm bất động, ánh mắt tựa như thẫn thờ thì lo lắng hỏi. Cha thấy trong người như thế nào? Hôm qua cha bị té đập đầu xuống đất ngất xỉu. Ông thống đốc Quỳnh đưa tay lên trán, nơi vết thương đau ê ẩm vẫn đang hành hạ ông.
ông nhớ lại những gì đêm qua nhìn thấy. Quá kinh hãi, thật sự quá đáng sợ. Cha, cha! Cậu Vinh lại gọi, tay vẫn lay lay người ông thống đốc Quỳnh, lo lắng. Cha không sao, chỉ là có chút đau đầu thôi. Vậy là mừng rồi, cha làm con lo quá trời. Mẹ mới mất, cha mà có chuyện gì á, con biết sống với ai? Cậu mũi lòng nói, bất quá cậu kiềm chế cảm xúc tốt nên mới không rơi nước mắt. Dù gì cậu cũng là con trai, là đấng nam nhi. Trước mặt bà Đốc Hiền dịu dàng thấu hiểu cậu từ nhỏ thì cậu có thể yếu ớt chút đỉnh. Nhưng hiện giờ, trước mắt là cha cậu nên không thể cho ông thấy cái bộ mặt yếu đuối kia của cậu được. Bởi mới thấy được cái sự yêu thương con cái giữa cha và mẹ là khác biệt như thế nào. Mỗi người đều có một điểm yếu mềm tốt đẹp riêng biệt. Cậu Vinh cũng ý thức được rằng cậu đã lớn, cha cũng ngày một lớn tuổi. Cậu không thể nhỏ bé mãi, cậu cần phải trưởng thành hơn để mẹ cậu ở chính suối yên tâm mà siêu thoát. Cha cậu cũng bớt lo lắng mà an hưởng tuổi già. Cha muốn về nhà, nằm ở đây ngột ngạt khó chịu quá đà. Ông thống đốc Quỳnh bất ngờ nói. Ông cũng không quan tâm cái biểu cảm đau khổ vừa thoáng qua của con trai. Lúc này, ông làm gì có tâm trí mà để ý cái tiểu tiết ấy nữa chứ? Cậu Vinh dè dặt nói. Vết thương vẫn còn chưa khô, không biết đốc tờ có cho về hay không? Hay cha nằm lại thêm một hai hôm để theo dõi cho chắc? Thôi, về nhà đi. Ông thống đốc Quỳnh một mực đồ về. Không phải ông nhớ nhung gì cái căn nhà lạnh lẽo ấy, chỉ là ông đang suy tính một chuyện khác. Ông phải thực hiện ngay tức khắc, không thể để oan hồn của vợ ám ảnh ông thêm một lần nào nữa. Lần này may mắn chỉ té đập đầu, ai mà biết lần sau bà có lấy mạng của ông hay không. Thấy cha cương quyết, cậu Vinh đành nói. Thôi, để con gọi đốc tờ vào khám cho cha kỹ càng lại một lần. Nếu đốc tờ cho phép thì mình về, còn đốc tờ nói không thì cha phải nằm lại thêm để theo dõi đó đà. Ông thống đốc Quỳnh nhíu mày nhìn con trai. Từ khi nào mà nó biết lớn bụng, lại còn biết lo lắng cho mình? Một thoáng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi, không thể khiến ông lưu tâm được lâu hơn. Ông khoát tay gật gật đầu thay cho câu trả lời. Đốc tờ biết danh tính người đứng đầu cả tỉnh muốn về thì làm sao dám cầm ở lại. Thuận tiện kê toa thuốc rồi cung kính tiễn ông thống đốc cùng cậu cả về. Chiếc xe Huê Kỳ về đến nhà thì vừa đến giữa trưa. Ông thống đốc Quỳnh không vào, chỉ biểu cậu Vinh xuống xe vô nhà một mình. Thấy cha vẫn còn bị thương không chịu nghỉ ngơi mà định đi đâu đó thì cậu lo lắng, nhưng bị ông trừng mắt. Cái thằng này, hôm nay sao mà lằng nhằng như đàn bà vậy đa? Cha nói là cha không sao, đi một lát rồi về, con vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Cậu đành im bạc. Chiếc xe lại tiếp tục chạy, cậu Vinh không dậu vào nhà, chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo, cho đến khi chiếc xe của cha cậu đi khuất, mới thủng thẳng cởi nón đi vào. Ngẫm nghĩ, chẳng lẽ cha cậu không muốn nghỉ ngơi ở nhà, mà lại tìm đến người phụ nữ kia ở ngoài chợ tỉnh hay sao? Ý nghĩ ấy dù xác thực hay không, cũng khiến cậu thoáng có một tia chua xót trong lòng. Mẹ cậu mới mất thôi, chẳng lẽ cha cậu lại gấp gáp đến như vậy ư? Cậu thật sự mất lòng tin vào cái gọi là đạo vợ chồng trong thiên hạ rồi. Xe Huê Kỳ chở ông thống đốc Quỳnh thẳng đến một cái xóm nhỏ ở ruộng muối. Cái xóm nhỏ chỉ dọn dẹn 5-6 căn chòi nhỏ, hết phân nửa dùng để chứa muối. Thứ kim cương trong suốt ấy như là một báu vật từ biển cả. Vào thời thế chuyển giao giữa chế độ thực dân với một đế quốc cường mạnh hơn, muối ở Bạc Liêu được thâu tóm trong tay của nhiều điền chủ sản xuất kinh doanh muối nổi tiếng, chiếm cứ tại dọc Trả Ngạn và Hữu Ngạn con sông Bạc Liêu. Với màu trắng hồng, ánh xám bát mát, không mùi, vị mặn đậm đà, không vị đắng, hạt khô và tinh chắc, muối sạch không lẫn tạp chất. Chính những yếu tố này đã làm nên thương hiệu muối Bạc Liêu từ bao đời nay.
Hạt muối Bạc Liêu còn được người dân cất giữ trong các keo thủy tinh, chôn trong đất nhiều năm, có tác dụng chữa một số bệnh và chăm sóc sắc đẹp rất hiệu nghiệm. Mấy căn chòi ấy cách nhau lưa thưa, phủ mấy tấm bạc được dệt bằng rơm rạ tạm bợ để giảm bớt cái nắng gay gắt của bầu trời. Không khí nồng đậm mang theo vị mặn mà của biển cả, ruộng muối rộng lớn bát ngát được phủ kín bởi màu trắng tinh khôi của những hạt muối li ti. Khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, ruộng muối trở nên lung linh, lấp lánh đẹp đến ngỡ ngàng. Ruộng muối được chia thành các ô nhỏ vuông vắng thẳng tắp, nhìn rất bắt mắt. Xung quanh là những bờ biển xanh thăm thẳm trải dài. Muối khi được thu hoạch sẽ được gộp thành những đống to nhỏ khác nhau, nhìn từ xa như những viên kim cương nhấp nhô giữa cánh đồng. Nhưng ông thống đốc Quỳnh làm gì có tâm trí ngắm nhìn cảnh sát. Tâm ông đương rối loạn thành một mảnh, đầu vẫn còn ê ẩm vì vết thương. Lại ngồi xe dằn dạt một thời gian, khiến cả thân thể già yếu như rệu rã hơn gấp mấy lần. Có một nhóm người đương trải chiếu, ngồi trước khoảng đất khô ráo ít ỏi, không bị nước xâm chiếm mà nhậu lai rai. Ai đó nói người dân Nam Bộ gắn bó với cây đờn suốt dòng đời của họ hẳn là không sai, là nông dân chân chất, nhưng tính cách người dân ở đây rất nghệ sĩ. Họ là những cây văn nghệ có hạn, biết chơi hầu hết các loại đờn mà chẳng qua một trường lớp bài bản nào cả. Sau một ngày mưu sinh cực nhọc, khi trời chiều hoặc về đêm, bà con chòm xóm hay tụ tập lại đờn ca hát sướng mấy câu. Có một ngón đờn lưu truyền hàng chục năm, bộ đờn này đã mang niềm vui đến cho những người cùng khổ trong xóm, đã hun đúc từ nhỏ cho đứa trẻ tính phóng khoáng, sự chia sẻ thân ái, tự dặn mình sống sao cho phải đạo, trọn vẹn nghĩa tình, lánh xa thối hư tật xấu ở đời. Cũng nhờ tiếng đờn mà người dân được truyền sự nhạy cảm trước cái hữu ý đẹp đẽ, sự sâu đậm của tình người, cảm nhận được rõ hơn nét văn hóa đặc trưng cội nguồn của mảnh đất phương Nam đã bén rễ ăn sâu vào tâm hồn người Nam Bộ sâu lắng đến giường nào. Ông thống đốc khó khăn mới bước được xuống xe, có cảm giác mắt ông hoa lên, choáng váng trong giây lát. Một tay phải vịn vào cửa xe mới có thể đứng vững mà không ngã ngửa. Mất một lúc định thần ổn định mới bước đi lại đám người đang hát hò kia. Một ngũ đàn ông tóc đã điểm bạc lắm tấm hoa râm, tay đang đảo lướt trên ngón đàn, say sưa cất tiếng ngâm một câu hát ngọt xớt mà thâm ý mùi mẫn. Vợ chồng đầu gối má kề, lòng nào mà bỏ mà về cho đen. Hồ về chận lại đá ngang, về sao cho dứt cho đen mà về. Dĩ như người đó đang có cuộc sống vợ chồng viên mãn, thì câu ngâm ấy cảm nhận ngọt như mía là đúng. Nhưng đối với một kẻ thần hồn đang đảo điên thất kinh như ông thống đốc Quỳnh, chẳng khác nào kim đâm vào tai, đá đập vào chân. Thống đốc Quỳnh nhăn mặt nhíu mày, cố nén sự khó chịu trong lòng mà đi lại trước đám đông. Dẫn cái giọng điệu uy quyền, nhưng đã nhẹ đi mấy phần, ôn tồn hỏi. Cho tôi hỏi, ở đây có ai quen biết thầy Xấu Hậu không vậy? Một người đàn ông trung niên khác đang cầm khúc đuôi cá nướng trui, vừa ăn vừa đáp lời ông thống đốc. Ông hỏi thầy Xấu làm gì? Ông thống đốc Quỳnh cười, có chút ái ngại. Có tí chuyện nhờ thầy vậy mà. Cả đám mấy người đều ngó trơn người đàn ông ăn mặc lịch sự trước mặt. Tuy sắc mặt có vàng giọt, lại quấn vải trắng trên đầu, nhưng quần áo đều mới tinh tốt hết thảy. Họ nhìn ông thống đốc Quỳnh rồi lại nhìn nhau. Cái nhà ở tách biệt bên kia, cuối cùng luôn. Đi lại đó hỏi thằng Võ Câm thì nó chỉ đường cho ông gặp thầy Sáu. Ồ, đa tạ. Ông thống đốc đạt được mục đích thì chỉ nói cục lủng, rồi nhanh nhẩu bước đi lại căn nhà chòi mà người đàn ông nọ đã chỉ. Dưới cái nắng chiều, tuy không còn gay gắt, nhưng vẫn mang lại một cảm giác nóng bức khó chịu. Ông thống đốc Quỳnh nheo mắt, nhìn căn nhà nửa lá nửa đất cũ kỹ, càng lại gần lại càng toát lên cái vẻ lạ lùng. Chẳng hiểu vì sao, căn nhà yếu dột này có thể đứng vững giữa những cơn gió lớn thổi mạnh từ biển vào ruộng muối. Cùng một nơi, cùng một không khí mà hoàn toàn bất đồng trái ngược nhau.
cảm giác cứ lạnh lạnh như thế nào cũng không rõ. Quả thật, có một thằng bé chừng 7-8 tuổi đang ngồi nghịch múi trước cửa nhà, da thịt nó đen nhẻm, mấy bé sườn lộ hẳn ra. Nhớ lại lời người đàn ông trung niên kia nói rằng thằng nhỏ này bị câm, nên ông cũng chỉ hỏi: có thầy Sáu ở nhà không? Cho qua gặp một chút. Thằng nhỏ đưa bàn tay nhỏ xíu lên mũi, quẹt quẹt mấy cái. Nước mũi chảy lòng thòng, mắt ngó cả người ông thống đốc từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. Nhưng mà ánh mắt nó không lạ lẫm mấy. Đáng lý, nó ở cái xó xỉnh nghèo nàn như thế này thì không thể nào gặp gỡ những người có chức có quyền, ăn giận đồ tay bóng loáng như ông. Nhưng rất nhanh chóng, ông thống đốc Quỳnh chợt nhận ra, với một gã thầy cao tay ấn như Xấu Hậu, thì số người tai to mặt lớn đến nhờ vả cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Thằng nhỏ này có lẽ đã quen với việc gặp gỡ những người như vậy. Ông cũng chỉ là một trong số những người đó. Ông biết thầy Xấu Hậu cũng qua lời một người bằng hữu chỉ dẫn. Thay thằng nhỏ đứng như trời trồng không phản ứng thì ông phát bực trong lòng. Phải kẻ ăn người ở của ông ở nhà thì chăng ông cho mấy gậy vào đầu vì cái tội phản ứng chậm rồi. Nhưng tiếc là nó không phải ở đợ của ông. Cuối cùng, ông thống đốc Quỳnh phải xuống nước với nó. Ông móc trong túi áo ra một cát bạc, nhét vào tay nó rồi dụ dỗ. Ngữ điệu có vẻ nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hăm dọa. Qua cho mày, vào nói với thầy Sáu một tiếng, lát qua thưởng thêm nữa. Thằng nhỏ nhìn một thứ trên tay chẳng hiểu gì. Có lẽ nó cũng không biết thứ nó đang cầm trên tay là gì. Nó lại nhìn ông, nhưng cũng quay người đi vào trong. Một lúc sau nó mới trở ra. Theo sau nó là một người đàn ông chừng 60 tuổi, tóc dài búi thành củ tỏi, dáng người ốm, mình mặc bộ bà ba nâu sờn cũ. Nhưng ánh mắt tinh anh lạ thường, vừa gặp đã khiến người đối diện kiêng nể mấy phần. Ông thống đốc ít nhất cũng sống hơn nửa đời người, lại gặp gỡ không biết bao nhiêu loại người, nên con mắt nhìn người hiển nhiên là không tệ. Vừa nhìn đã biết Xấu Hậu là cao nhân. Vừa định bước chân vào nhà thì người đàn ông tên Xấu Hậu đã cất tiếng, tay vẫn còn đốt mấy cây nhang chuẩn bị cắm lên bàn thờ. Ông đây ấn đường tối tăm, quán khí đeo bám, vừa nặng nề vừa dai dẳng từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.